Xin chào mừng các bạn đã đến với Tech Mag. Năm 2020 thực sự có thể coi là khoảng thời gian cực kỳ đáng nhớ đối với bức tranh công nghệ Việt Nam, đặc biệt là về thị trường di động. Mặc cho cuộc khủng hoảng toàn cầu do dịch bệnh đang diễn ra, thì thời gian này cũng đang thể hiện sự bứt phá cực kỳ mãnh liệt của các hãng di động đến từ Việt Nam. Trong đó thì Vsmart và BKV đang nổi lên như là một lá cờ đầu, một tấm gương thực sự cho bất kỳ một nhà sản xuất di động nào Việt Nam cũng muốn học tập. Mà thật ra thì mình nghĩ cũng chỉ còn có hai hãng điện thoại này ở Việt Nam là đủ lớn và có được tiếng vang mà thôi. Lý do là bởi trong suốt một khoảng thời gian dài vừa qua thì thị trường di động Việt luôn bị thống trị bởi Samsung hay là iPhone và những hãng điện thoại Trung Quốc cho đến năm 2020 này. Vsmart đã đảo lộn triệt để trật tự đó khi không chỉ trực tiếp đánh bại iPhone về doanh số mà còn vượt xa luôn cả những tên tuổi Trung Quốc cực kỳ sừng sỏ trên bản đồ thế giới để chiếm lấy vị trí thứ ba tại Việt Nam. Đây là một thành tích mà chưa có một thương hiệu điện thoại Việt nào có thể làm được trong lịch sử cả. Có thể nói thành công của Vsmart không chỉ nằm ở việc biết mình, biết ta như là tấn công trực diện vào phân khúc điện thoại giá rẻ cấu hình cao đang được thống trị bởi Xiaomi hay là Realme, mà còn là việc không ngần ngại mang đến những lối thiết kế mới trong phân khúc giá thấp giúp cho người dùng có thể thoải mái lựa chọn chứ không gò bó ở một số kiểu dáng lỗi thời. Tuy nhiên, cứ tập trung mãi ở phân khúc cấp thấp thì cũng không phải là một suy nghĩ hay ho cho lắm. Mà thay vào đó, thì Vsmart sẽ dần muốn thể hiện mình ở trình độ của các phân khúc điện thoại nhiều tiền hơn bằng việc là ứng dụng các phần cứng mới cũng như là công nghệ mới. Chúng ta đã nghe nói nhiều về kế hoạch ra mắt điện thoại 5G cũng như là chiến lược phân khúc cao cấp của Vsmart trong thời gian qua. Và rất có thể điều này sắp trở thành sự thật với thương hiệu Lux, tức là tương đồng với lại thương hiệu ô tô hạng sang mà VinFast đang phát triển. Một điều khá là thú vị khi mới đây một đoạn video được rò rỉ bất ngờ tiết lộ về chiếc điện thoại Lux Phone này với rất nhiều chi tiết mà có thể khiến cho những fan công nghệ phải đứng ngồi không yên. Cụ thể thì đoạn video dùng thử chiếc điện thoại Lux vừa được xuất hiện trên mạng xã hội thì máy có giao diện là VS 3.0 dựa trên nền tảng Android 10 mới được nâng cấp cho loạt smartphone Vsmart. Ở một trang của màn hình chính thì máy cũng có sẵn một widget cho ứng dụng Vmessage miễn phí đặc trưng của điện thoại Vsmart. Sản phẩm gây chú ý với thiết kế màn hình tràn viền hoàn toàn, có kích thước là 6 inch. Khi mà thao tác mở camera trước thì không hề xuất hiện module thò thụt như là chiếc Active 3, nhưng mà vẫn hiện hình ảnh ở phía trên. Điều này cho thấy là camera trước có thể đặt ở dưới màn hình. Trước đó thì Xiaomi và Oppo từng hé lộ hàng loạt mẫu sản phẩm thử nghiệm tương tự vào tháng 12 năm 2019, nhưng mà đều chưa được giới thiệu chính thức ra thị trường do chưa làm chủ được hoàn toàn cụm camera này về mặt kỹ thuật. Về cơ bản thì công nghệ camera ẩn dưới màn hình là một thủ thuật giấu cảm biến hình ảnh dưới tấm nền và sử dụng phần màn hình phía trên làm kính ngắm trực tiếp. Kiểu thiết kế này thì có lợi và giúp cho phần mặt trước của máy toàn vẹn nhất có thể. Tuy nhiên, công nghệ camera ẩn dưới màn hình cũng không hẳn là một giải pháp tối ưu khi mà các tuyên bố của Oppo lẫn Xiaomi gần đây đều tỏ ra e ngại trong việc là bán sớm các điện thoại có thiết kế kiểu như thế này. Lý do chính nằm ở việc là phần màn hình trước cảm biến camera sẽ khó có thể cho chất lượng ảnh chụp tốt bằng với thiết kế kính trong suốt truyền thống. Nhiều hãng điện thoại cũng đã khắc phục bằng cách là gia tăng mức độ xử lý bề mặt phần mềm, nhưng mà cũng sẽ đi kèm với việc là độ chi tiết của bức ảnh sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, chắc chắn là Vsmart cũng sẽ gặp phải những vấn đề tương tự như thế này, nhưng mà cái mà chúng ta cần phải biết ở đây là họ sẽ khắc phục điều đó như thế nào. Nếu Vsmart có thể làm tốt thì chắc chắn không cần nghi ngờ gì nữa về khả năng cạnh tranh sòng phẳng của điện thoại Việt so với những hãng Trung Quốc. Đó cũng sẽ thực sự là một cột mốc quan trọng đối với thành tựu phát triển của công nghệ Việt Nam. Được biết, bên cạnh cụm camera ẩn dưới màn hình thì Vsmart Lux cũng có rất là nhiều điểm mạnh về thông số kỹ thuật, bao gồm chip xử lý Snapdragon 700 series có hỗ trợ mạng 5G, tức là có thể là Snapdragon 765 hoặc là 768. Trong khi đó thì mức giá dự kiến của máy lại rất là dễ thở, y như cái điện thoại Trung Quốc vậy, chỉ loanh quanh trong khoảng là 10 triệu đồng mà thôi. Nói tóm lại thì sự xuất hiện của Vsmart Lux đã cho thấy sự nghiêm túc thực sự của Vsmart trong việc cạnh tranh sòng phẳng với tất cả các đối thủ quốc tế ở mọi phân khúc khác nhau. Không chỉ là thương hiệu chỉ biết đến với cái mác là giá rẻ nữa, bởi vì nếu thành công thì Vsmart sẽ xứng đáng được coi là ông lớn thực thụ và là một cái tên của người Việt mà bất cứ ai cũng có thể cảm thấy tự hào. Và vừa rồi là những suy nghĩ của tụi mình về chiếc điện thoại Vsmart Lux. Các bạn cảm thấy chiếc điện thoại này như thế nào thì hãy bình luận bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video khác của Tech Mag nha.